Tập 19. Cái này không cần kiểm tra, tại sao chứ? Đào Vô Kỵ này có lai lịch gì vậy? Giám đốc Cố, Hot Shot. Ngân hàng chúng ta lên Hot Shot rồi. Hot Shot gì ạ? Lão Mã. Đã xem tin tức của giám đốc Lý chưa hả? Chẳng phải đang xem đây à? Đang xem. Họ nói rằng cô gái này là một trưởng phòng quan hệ công chúng. Còn có biệt thự nữa. Anh xem này. Phần bình luận viết đây còn gì? Đây chẳng phải tốt quá rồi sao? Lý Sâm này được đấy. Thế mà trước giờ không nhận ra đấy. Nhảy dù mà. Tất cả đều bị chụp lại rồi. Đã lên cả Hot Search rồi. Cậu xem. Phó giám đốc Triệu đến rồi. Chào anh phó giám đốc Triệu. Anh đã xem tin tức chưa? Chưa. Là liên quan đến giám đốc Lý Sâm. Đã lên cả Hot Search rồi. Hôm qua ở hộp đêm, ôm ấp ấp với mấy cô gái trẻ. Đều bị chụp lại cả rồi. Chào anh phó giám đốc Triệu. Tôi sớm đã đoán được rồi. Giám đốc Lý này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Chúc mừng. Sự việc xảy ra lúc trước, chắc mọi người đều biết cả rồi. Hôm nay tôi đại diện cho hội sở ngân hàng tại đây chính thức tuyên bố. Hội sở ngân hàng đã xem xét thông qua quyết định về việc bổ nhiệm Triệu Huy đảm đương chức vụ giám đốc chi nhánh của thành phố. Bộ phận giám sát quản lý cũng đã thẩm duyệt về tư cách nhậm chức của Triệu Huy rồi. Từ tuần sau Triệu Huy chính thức nhậm chức. Chúc mừng, cảm ơn giám đốc Cố. Mẹ ơi, Hiên Hiên có nhớ mẹ không? Nhớ ạ. Mẹ à, bao giờ thì mẹ đón con lên Thượng Hải học? Các bạn nhỏ khác sắp phải đi học rồi, còn con thì sao? Mẹ sẽ sớm đưa con đến Thượng Hải học, được không nào? Con đợi mẹ một chút. Vâng. Chu Lâm,
Không phải lúc trước cô nói trường học ở Thượng Hải tốt hay sao? Nói cái gì mà phải đưa Hiên Hiên đến Thượng Hải học tiểu học? Chỉ biết lo cho bản thân mà quên mất chuyện đi học của con cái rồi chứ gì? Anh nói lung tung cái gì ở trước mặt con vậy? Tôi đang nghĩ cách, anh cho tôi chút thời gian. Theo tôi ấy mà thôi bỏ đi. Ở nhà đi học cũng rất tốt mà, đi xa như thế để làm gì? Hơn nữa mẹ tôi đã nghe ngóng cả rồi, nhanh nhất thì tháng sau là có thể nhập học, tháng này. Trong tháng này tôi có thể nghĩ được cách. Được rồi, vậy cô tìm được trường rồi thì lại liên lạc với tôi. Cuối cùng thì cô cũng nghe điện thoại rồi. Cô chạy đi đâu rồi? Cô chơi trò mất tích với tôi à? Tìm tôi có việc gì? Không phải chứ, cô chuyển nhà làm gì? Triệu Huy khó khăn lắm mới lên được chức giám đốc. Thế mà cô lại dọn đi mất rồi. Anh ấy làm giám đốc thì liên quan gì đến tôi? Tôi biết cô tức giận vì chuyện ảnh. Nhưng tôi nói với cô này, không nói trước với cô, tuyệt đối không phải là vì không tin tưởng cô, mà muốn chuyện này có thể chuẩn xác hơn. Tôi không chỉ không nói với cô, ngay cả Triệu Huy tôi cũng không nói, cho nên cô cũng đừng có trách anh ta. Tôi nói với cô này, căn nhà bên cạnh nhà Triệu Huy tôi vẫn thuê tiếp cho cô. Cô nghĩ thông suốt rồi thì dọn về đó ngay nhé. Bây giờ là lúc anh ta đang ở đỉnh cao. Tôi là nghĩ thay cho cô thôi. Nhỡ đâu cô có khó khăn gì, thì nói không chừng anh ta có thể giúp cô được. Cô đừng có chặn hết đường của mình lại. Hiểu chưa hả? Có ngon không? Ngon ạ. Mẹ còn tưởng con ăn đồ ăn ở bên ngoài nhiều rồi, sẽ chê tay nghề của mẹ. Hoành Thánh mẹ nấu là ngon nhất. Cái miệng này đúng là ngọt thật đấy. Uống nước đi. Mẹ hỏi con này, chị của Đào Vô Kỵ đến Thượng Hải làm gì? Chị ấy đến khám bệnh, nói là bị tức ngực. Ở dưới quê nói là tim có vấn đề. Nhưng mà chị ấy lại cảm thấy là ở... Nói chung là mấy bộ phận vùng hô hấp đều muốn kiểm tra một chút. 3 ngày con với Đào Vô Kỵ gọi rất nhiều cuộc điện thoại, mà chẳng hẹn khám được chuyên gia nào. Chắc là ngày mai con đến thẳng bệnh viện đăng ký khám xem sao. Bé con à, không phải là mẹ không thích con người của Tiểu Đào, nhưng có một điều con đã nghĩ đến chưa? Đào Vô Kỵ là đứa con có tiền đồ nhất của gia đình bọn họ. Sau này những chuyện như thế này không thể tránh khỏi được đâu. Mẹ à, lời này con đã nói nhiều lần rồi. Con cảm thấy con với Đào Vô Kỵ ở bên nhau, chúng con sống rất tự tại, rất hạnh phúc. Điều mẹ hy vọng nhất chẳng phải con có thể sống hạnh phúc hay sao? Chắc chắn là mẹ muốn con sống hạnh phúc. Nhưng mà... Được rồi, con gái lớn không nghe theo mẹ được nữa. Mẹ, dù gì thì chị hai nhà người ta đã đến rồi. Người hai nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm đi. Cái này không cần điền đúng không? Sau đó điền cái này. Thế này là xong rồi, đúng không? Bây giờ chúng tôi sang bên đó xếp bên này. Vâng, cảm ơn. Đi nào. Hiểu Huệ, chị, sao chị lại ở đây? Chị đến kiểm tra sức khỏe. Đây là bạn trai của em, Đào Vô Kỵ. Chị họ của em, Thẩm Tịnh. Chào chị ạ.
Tôi thường xuyên nghe Hiểu Huệ nhắc đến cậu. Cậu làm việc ở ngân hàng Thâm Mậu đúng không? Đúng vậy ạ. Hai đứa hôm nay sao thế hả? Ai bị ốm rồi? Chị gái của em không được khỏe. Hôm nay từ quê đến đây. Nhờ em đăng ký khám cho chị ấy. Chị. Đây là chị họ của Hiểu Huệ. Chị họ. Xin chào. Xin chào. Chị không thoải mái chỗ nào, bị sao vậy? Tôi cảm thấy tim tôi không thoải mái. Hơn nữa có lúc thở không nổi. Cũng không biết rốt cuộc là vấn đề ở đâu. Chính là muốn kiểm tra toàn bộ tim và hệ thống hô hấp một chút. Bây giờ kiểm tra không ra bệnh, phải đăng ký khám ở khoa hô hấp đúng không? Đúng vậy ạ. Bây giờ buổi trưa sắp đến giờ nghỉ rồi. Vừa hay tôi có quen với bác sĩ Lận. Thế này đi, tôi dẫn mọi người trực tiếp đi gặp ông ấy được không? Người chị nói là bác sĩ Lận chủ nhiệm khoa sao? Đúng rồi. Đăng ký khám ông ấy rất khó đấy. Làm phiền cô quá mất rồi. Không phiền gì cả. Vừa hay bác sĩ Lận vẫn còn nợ tôi một cái nợ. Có nhờ vả cũng không sao cả. Đi nào. Cảm ơn. Vậy thì cảm ơn chị nhiều. Chị ơi, chuyện đó hôm nay bọn em cũng không có việc. Hay là bọn em cứ xếp hàng vậy, không làm phiền chị nữa. Cũng đúng. Đúng là món nợ ân tình này lớn quá. Dù gì thì chúng tôi cũng xếp hàng rồi. Cứ xếp hàng thêm một lát. Đúng vậy ạ, không gây thêm phiền phức cho chị nữa. Được, vậy thì tùy mọi người. Nếu có gì cần giúp thì cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Được rồi, vậy tôi đi chạm với chị. Cảm ơn nhé. Chuyện đó vừa nãy chị đừng đột quá rồi. Tuy rằng chị cũng không biết tại sao, nhưng chị cảm thấy món nợ ân tình của người chị họ này không dễ nợ cho lắm. Không dễ nợ thì chúng ta không nợ nữa. Xin lỗi nhé. Không sao đâu chị, không sao đâu. Chị nghỉ ngơi đi, bọn em đi xếp hàng. Có việc gì thì được rồi, bọn em đi đây. Chị ở bên này nhé. Mọi người trật tự một chút. Khoa xương, tai mũi họng, nha khoa. Hôm nay đã hết số mất rồi. Bên này đừng xếp hàng nữa nhé. Ngày mai những khoa khác thì dồn hàng sang bên kia. Khoa hô hấp vẫn còn, khoa hô hấp vẫn còn số. Anh đi xem, hình như chị hơi khó chịu. Em ở đây xếp hàng vâng nhé. Không phải chứ, hôm nay chúng tôi đến đây lâu như thế rồi. Không ổn sao chị? Là bệnh này chúng tôi rất sốt ruột. Hôm nay thực sự đã xếp hết số thành rồi. Thành thật xin lỗi, ngày mai đến xếp hàng sớm một chút. Đứt cả hơi, cảm giác là hơi không xuống đến dưới được. Phải dùng sức để lấy lại hơi thì mới thở được. Alo, chị à. Chị, thật là ngại quá. Chị đã giúp em một việc lớn. Việc nhỏ mà, có cái gì mà phải ngại chứ. Chuyện nhỏ thôi. Xin lỗi chị nhé. Xin lỗi cái gì chứ hả? Chị biết là em bị dọa cho sợ rồi, cho nên muốn giữ chút khoảng cách với chị. Chị đều hiểu cả. Hơn nữa chúng ta là họ hàng, là chị em. Càng nên thông cảm cho nhau, đúng không nào? Đúng vậy. Cảm ơn chị. Em đoán xem hôm qua chị đã gặp ai ở diễn đàn bất động sản? Đã gặp ai vậy? Giám đốc Tiểu Ngô của bọn em đó. Sau đó bọn chị ra ngoài ăn cơm, chị mới biết thì ra không chỉ có Triệu Huy. Lần này đến cả ảnh của Lý Sâm cũng là do em chụp. Anh rể em vừa mới biết Lý Sâm thường xuyên đưa theo tình nhân của anh ta đến cái hộp đêm đó thì lập tức nói cho giám đốc Tiểu Ngô biết. Giám đốc Tiểu Ngô nói cố ý dẫn theo một nữ trợ lý vừa đáng tin vừa lanh lợi. Chị đoán ngay là em mà. Thật không ngờ em và giám đốc Tiểu Ngô còn trở thành cặp đôi hợp tác ăn ý thật cơ đấy. Chị à, những chuyện này chị nhất định đừng nói cho Đào Vô Kỵ bọn họ. Anh ấy không biết gì cả. Hơn nữa để anh ấy biết được thì không hay cho lắm. Chị nói cho cậu ta biết làm gì chứ. Nhưng mà giám đốc Tiểu Ngô này vẻ ngoài có khí phách như vậy, cũng coi là xuất sắc trong đám phú nhị đại. Em thật sự không có một chút suy nghĩ nào khác à? Có suy nghĩ gì cơ chứ? Sao có thể chứ? Chị đừng nói lung tung chứ. Chị không nói lung tung đâu. Giám đốc Tiểu Ngô hễ cứ nhắc đến em thì giám đốc Tiểu Ngô này ấy mà, nói lời nào cũng đều là tán thưởng em hết. Chị thấy cậu ta đối với em không chỉ là tình cảm của cấp trên với cấp dưới đâu. Chị à,
Em với Đào Vô Kỵ hai đứa bọn em đang hạnh phúc mà. Kể cả giám đốc Tiểu Ngô thật sự có suy nghĩ đó với em, thì cũng không đại diện cho việc em sẽ có suy nghĩ đó với anh ta. Được rồi, không có. Không có càng tốt. Chị còn lo em mà thật sự ở bên cậu ta rồi, thì sau này sẽ không giúp đỡ chị nữa. Tóm lại em cứ yên tâm đi. Bây giờ hai nhà Tạ, Ngô của chúng ta hợp tác tốt như vậy, em cứ vui vẻ, tự nhiên, mà làm việc với cậu ta cho tốt đi. Kể cả em có đang hạnh phúc với Tiểu Đào, thì cũng không ảnh hưởng đến việc em đi theo giám đốc Tiểu Ngô làm việc, đúng không nào? Đời người mà, đều là giò đá mà qua sông cả. Cả hai chuyện đều không bị lỡ dở là tốt nhất. Tiểu Đào, chị à, em thấy hai người nên không đến làm phiền hai người. Tình hình bên trong thế nào rồi? Vẫn đang kiểm tra, vẫn chưa biết được kết quả. Việc tái khám chị đã sắp xếp giúp bọn em cả. Đến lúc đó bọn em cứ trực tiếp đến đây là được. Vâng, được rồi, cảm ơn chị ạ. Không cần phải cảm ơn. Về sau có cần giúp gì cứ gọi điện thoại cho chị lúc nào cũng được không? Được rồi, vậy chị đi ạ. Tạm biệt, tạm biệt. Vị ngọt của loại trà này thật không tồi. Đây cũng chính là kết quả mà tôi đã vất vả lôi đống đồ pha trà của tôi ra đấy. Vậy sao? Trà này ngon thật. Anh phải đi xem, anh phải đi chọn. Sau đó, anh nói đi, anh còn phải nhờ vả. Nhờ bạn bè tin tưởng để làm ra nó. Được, đúng là kỳ công thật. Giám đốc Tạ, mọi người đến đủ cả chưa? Đến đủ rồi thì chúng ta bắt đầu đi. Anh đợi một chút, vẫn thiếu một người nữa. Đến ngay đây, được. Cô Chu, cuối cùng thì cô cũng đến rồi. Nào, tôi giới thiệu cho cô một chút. Vị này là giám đốc Ngô của công ty Thiên Long. Chào anh. Vị này là giám đốc Tiểu Ngô. Hai vị, đây là đối tác của tôi, Chu Lâm của công ty quảng cáo Văn Huy. Xin chào, xin chào. Bố, người này chính là người trong ảnh, giống không? Bức ảnh mà con cầm ấy còn không giống bằng người bên vậy ngoài. Nói sao đi. Hai vị thì tôi không giới thiệu nữa nhé. Đã mấy hôm không gặp rồi. Đúng là đã mấy hôm không gặp rồi. Có khỏe không? Nhà mới dọn dẹp thế nào rồi? Có cần tôi giúp không? Không cần. Bây giờ anh là giám đốc rồi mà, muốn giúp tôi dọn dẹp nhà, sao tôi dám nhận chứ? Hai người từ từ nói chuyện nhé. Có chuyện gì thế? Chơi trò gì thế hả? Lúc gọi điện thoại vẫn nói chuyện tử tế cơ mà. Nếu cô muốn mang theo con trai sống tốt qua ngày, thì cô phải hạ mình xuống, phải biết cầu xin người khác, biết chưa hả? Nghe lời tôi không sai đâu. Bây giờ hai chúng ta là người cùng hội cùng thuyền, biết không hả? Dựa vào địa vị của Triệu Huy bây giờ, chỉ cần nới tay một chút là đủ để nuôi sống chúng ta rồi. Vẫn câu nói đó. Cô nói về chuyện tình cảm thì sẽ ảnh hưởng đến tiền bạc. Không nói chuyện tình cảm với anh ta nữa thì ngược lại anh ta lại nhiệt tình hơn. Tiểu Huy, bao giờ thì nhị nhị từ Mỹ về? Còn một lần tái khám nữa, còn khoảng 2 tuần nữa thì có thể về được rồi. Được. Chờ nhị nhị về rồi thì anh mời nó ăn một bữa. Vâng. Giám đốc Triệu, lâu rồi không gặp. Giám đốc Tạ, mọi người đến đủ. Tôi đã bảo bọn họ chuẩn bị bày đồ ăn lên rồi. Được. Đới Bân, sao cháu lại đến đây? Giám đốc Tạ bảo cháu đi cùng đến đây học hỏi mọi người. Cậu thanh niên này là... Là Đới Bân, là con trai ân sư Đới Kỳ Nghiệp của em. Hiện đang làm việc ở Tín Thác Viễn Châu. Đây là giám đốc Ngô. Giám đốc Ngô, hân hạnh. Đới công tử, tôi là Ngô Tiểu Phi. Giám đốc Tiểu Ngô, chào anh. Chắc Tiểu Phi với Đới công tử ngang tuổi nhau nhỉ? Ngang ngang nhau. Nào, ngồi xuống nói chuyện. Ngồi, ngồi đi Đới công tử. Em vào nhà vệ sinh một lát. Ừ, Tiểu Phi, tiếp đãi khách chú đáo nhé. Vâng ạ, bố yên tâm đi. Ngồi đi Đới công tử, ngồi đi. Uống chút trà phổ nhĩ nhé. Được ạ, cảm ơn.
Vậy đây là cô chơi trò lạt mềm buộc chặt đúng không? Anh đi mà chơi lạt mềm buộc chặt. Tôi không rảnh mà làm chuyện đó đâu. Đời công tử, anh vào Tín Thác Viễn Châu làm bao lâu rồi? Công việc cụ thể mà anh phụ trách là gì? Cũng chưa lâu lắm. Văn phòng giám đốc có một thư ký vừa hay từ chức rồi, cho nên tôi làm thay vị trí của cô ấy. Tôi phụ trách một số lịch trình hàng ngày của giám đốc Tạ. Văn phòng giám đốc của các anh có phải có một cô thư ký họ Đồng phải không? Đúng vậy, tôi là trợ lý của thư ký Đồng. Trùng hợp vậy sao? Thư ký Đồng của các anh có lần khiến tôi sợ phát khiếp lên được. Lần đó bàn chuyện hợp tác với giám đốc Tạ của các anh. Sau đó cô ấy bị dị ứng xoài ngay trên bàn ăn. Thư ký Đồng của các anh suýt thì chết vì không thể. May mà có Điền Hiểu Huệ của công ty chúng tôi, cứu cô ấy một mạng. Điền Hiểu Huệ? Cái tên này hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi. Rất có thể là thế. Lúc Hiểu Huệ mới tốt nghiệp thì đã từng làm việc ở Tín Thác Viễn Châu. Tôi nghĩ ra rồi, bảo sao quen tai như vậy. Lúc tôi mới vào công ty, từng nghe thư ký Đồng nói đến cái tên này. Uống trà đi. Tạ Chí Viễn gióng trống khua chiêng tổ chức bữa tiệc chúc mừng này. Chắc là mang theo dự án tới cùng. Cậu ta muốn kiếm tiền đến mức không chờ nổi nữa rồi. Đương nhiên rồi. Chú định ứng phó thế nào? Lấy đâu ra bữa trưa miễn phí chứ? Có thể giúp được thì em giúp. Hiểu rồi. Nếu cậu ta mà quá đáng quá, thì anh giúp chú xử lý cậu ta. Cảm ơn đại ca. Vào đi, đã bắt đầu cả rồi. Đến đây giám đốc Triệu, ở đây. Tôi không thể ngồi nào, chỗ này được. Cậu ngồi đây đi. Hôm nay cậu làm chủ thì cậu ngồi đây. Dù là tôi là chủ, tôi mời bữa này thì cậu cũng phải ngồi đây. Cậu bắt buộc phải ngồi đây. Chúc mừng cho cậu mà. Ngồi đi. Chu Lâm ngồi đi, mau lên. Ngồi bên đó đi. Giám đốc Ngô, mời anh. Không, không, không. Tuy rằng đây là địa phận của tôi, nhưng hôm nay là cậu thiết đãi, nên tôi ngồi ở đây. Được, nghe theo anh cả. Nào giám đốc Tiểu Ngô, hai cậu cũng ngồi. Giám đốc Tạ. Nào, tôi mời ly đầu tiên. Chúc mừng giám đốc Triệu thuận lợi thăng chức. Được không nào? Cạn ly, cạn ly. Giám đốc Triệu, lệnh thiên truyền vừa đưa đến thì cửa của văn phòng đều bị mấy người muốn đãi khách đạp hỏng luôn rồi nhỉ. Làm gì có bây giờ có ai dám nữa đâu. Đều là các đồng nghiệp và các bạn cũ gửi tin nhắn WeChat thôi. Vậy cũng đúng. Nhưng mà tôi rất tò mò. Miêu Triệt chúc mừng cậu kiểu gì? Tôi với cậu ấy là tầng trên tầng dưới thôi. Đã mấy ngày rồi tôi chưa gặp cậu ta rồi. Chắc là trốn tránh tôi đấy. Đây là việc cậu ấy làm ra mà. Được rồi, không nhắc đến cậu ta nữa. Lão Triệu, tôi nói với cậu một việc quan trọng nhé. Có một dự án chắc chắn là cậu sẽ rất có. Đồ ăn còn chưa lên mà cậu đã nói với tôi mấy thứ này à? Xin cậu đấy, nhân lúc tôi còn chưa uống say thì cậu để tôi nói chuyện này trước đã được không? Là thế này. Có một dự án ở Giang Tây cần hỗ trợ vốn. Họ để tôi cung cấp khoản vay tín thác cho nền tảng của họ. Tôi đã chuyển đồ đến chỗ giám đốc Lưu của chi nhánh Tân Giang rồi. Hành động này của cậu đúng là nhanh thật đấy. Cũng không đánh tiếng trước với tôi. Chẳng phải giờ đánh tiếng với cậu rồi đây sao? Tôi nói cậu nghe, vị giám đốc Lưu này rất cảm ơn tôi. Giống như là cho anh ta nhặt được một món hời vậy. Cậu không nói với anh ta quan hệ này của chúng ta chứ? Tôi có ngốc đâu. Nói cái này làm gì? Nhưng mà nói đi nói lại thì, cậu làm người mà cứ cẩn thận quá. Chỗ nào cũng phòng bị. Cậu xem, những người ngồi đây đều là người của mình mà, đúng không nào? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chỉ có thế này thì mọi người mới có thể quyết tâm làm việc cho cậu. Cậu nói xem, cậu làm việc ở một vị trí nhiều năm như thế, lập được nhiều thành tích như thế, có bằng nổi bước đi nửa năm này được không? Đúng không nào? Người đông sức lớn. Mà cậu xuất trận rồi vẫn còn cần có người tin tưởng như bố với cậu. Cậu nói câu này cứ như cậu là bố của tôi vậy.
Xem lời cậu nói kìa. Tôi nói là hai người này cơ. Đây là tấm gương. Cảm ơn giám đốc Tạ. Dù là chuyện gì thì cũng phải tuân thủ quy tắc, đúng, mới là kế sách lâu dài. Kể cả là người của mình thì cũng không được tùy tiện làm bừa. Lát nữa cậu gửi tài liệu đó cho tôi xem. Không đúng quy tắc thì không được đâu nhé. Cậu xem cậu kìa, sao cậu vừa nhận chức thì đã bắt bẻ tôi thế? Thật đúng là. Chu Lâm, đừng có chỉ nhìn như vậy. Cô cũng không quan tâm một chút đi. Hôm nay là tiệc chúc mừng của giám đốc Triệu, thì chúng ta đừng nói chuyện công việc nữa. Thế này đi, để chúng tôi chúc giám đốc Triệu tiền đồ rộng mở. Được. Cảm ơn. Nào, chúc giám đốc Triệu tiền đồ. Chúc giám đốc Triệu. Tôi phải rót đầy cho anh. Cảm ơn, cảm ơn. Việc nên làm mà. Được, được rồi. Hôm nay làm phiền anh rồi. Cậu khách sáo rồi. Sau này cứ coi như đây là nhà của cậu. Có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ thu xếp. Anh xem. Thật là. Đời công tử, ý của anh lúc nãy là thư ký Đồng này và Điền Hiểu Huệ có quen biết từ trước. Phải không? Điền Hiểu Huệ chính là cô thư ký trong văn phòng giám đốc đã từ chức trước khi tôi đến. Anh nói gì cơ? Tôi nghe thư ký Đồng nói là cô ấy là em họ của giám đốc Tạ. Nào cô thử con cua này xem. Được. Được, cảm ơn. Được. Huệ Nhi ăn đi nhé. Cô à, cháu nói không phải chứ. Vô Kỵ nhà chúng cháu đúng là may mắn. Có thể tìm được một cô gái tốt như Hiểu Huệ. Lần trước sau khi từ Thượng Hải về, thì bố cháu khen Hiểu Huệ suốt. Nói là Hiểu Huệ rất tốt. Vừa nhìn đã biết là một cô gái xuất thân từ thành phố lớn, rất có khí chất. Mẹ chúng cháu cũng nói. Mẹ Hiểu Huệ chắc chắn là một người vô cùng hiểu biết, cho nên mới có thể nuôi dưỡng ra được một cô con gái tốt như vậy. Hơn nữa cũng không chê chúng cháu là người ngoại tỉnh, đồng ý để hai em ấy ở bên nhau. Huệ Nhi, nghe nói cơ quan em cho em một suất mua nhà giá ưu đãi, chị cũng không biết các em thiếu bao nhiêu. Trong này là 500.000 tệ. Là lúc chị đến đây bố bảo chị mang đến đưa cho hai đứa. Chị thay mặt cho toàn thể gia đình chị thật lòng chúc phúc cho hai đứa nhé. Đây. Không cần đâu ạ, khoản chúng em có thể tự xoay sở được. Cầm lấy đi. Vậy có 500.000 tệ này rồi thì có cần viết tên của hai người không? Không đâu cô, chỉ viết tên một mình Hiểu Huệ thì nhà cháu cũng không có ý kiến gì. Mẹ chúng cháu nói rồi, tìm vợ thì đầu tiên phải xem xét nhân phẩm, thứ hai thì mới xem đến năng lực. Nhân phẩm của Hiểu Huệ thế nào thì nhà cháu đều biết rõ trong lòng. Cho nên là cho dù là sau này hai em ấy có cãi nhau, có chia tay đi chăng nữa, thì nhà cháu đều tin tưởng Hiểu Huệ sẽ có thể giải quyết tốt vấn đề về tiền bạc. Không giấu gì cô, hai năm nay quận chỗ chúng cháu xuất khẩu tỏi nên cũng kiếm được tiền rồi. Cho nên là nói không chừng hai năm nữa lại có thể giúp Vô Kỵ thêm một chút. Nào, chúng ta đừng chỉ nói nữa. Cô ăn đi. Được rồi, cháu lại gấp thêm cho cô con cua nhé. Cảm ơn cháu. Cô ăn đi ạ. Tổng cộng tiền ăn là 1.088. Xin hỏi chị thanh toán bằng gì? WeChat. Được rồi. Xong rồi. Được. Chuyện chị cho 500.000. Sao không nói với em một tiếng? Nói cái gì? 500.000 tệ này từ đâu ra? Mẹ chúng mình ở nhà bị, gia đình cũng chẳng có gì. Có phải là tiền chị ly hôn không? Nếu đúng thì một đồng em cũng không lấy. Đó là tiền trợ cấp nuôi dưỡng của cháu em. Chị nói với em nhé. Em đừng quan tâm đến việc số tiền này từ đâu ra. Chỉ cần người trong nhà chúng ta có thể thuận lợi tiến về phía trước, thì số tiền này tiêu cũng có ý nghĩa. Biết chưa hả? Chị, làm gì vậy? Còn khóc nữa à?
Làm gì vậy? Khóc thật rồi à, chút bản lĩnh này. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi, đúng không? Được rồi. Chị gái của em không phải là đứa vì số em tiền trai đó mà. Là tiền chị và bố bán tỏi kiếm được đi thôi. Bên trong có 250.000 tệ của chị, em biết chưa hả? Cho chị đấy. Đừng để người ta nhìn thấy, có mất mặt không cơ chứ? Không khóc nữa. Đi nào. Chị có tiền, biết không hả? Mọi người đi chậm thôi. Cổng ra đó, cô để ý giám đốc Triệu chút, đỡ anh ấy một chút. Tiểu Huy, không sao đâu. Không sao chứ, không sao. Nhị nhị bảo tôi hỏi thăm cô. Hôm kia lúc gọi video, nó cứ làm ầm lên, bắt tôi phải sang bên cạnh gọi cô. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Cô đã dọn đi rồi còn gọi kiểu gì được? Tôi chỉ có thể lừa nó. Phẫu thuật của nhị nhị thế nào rồi? Phẫu thuật rất thành công. Bác sĩ nói là chữa trị rất kịp thời. Các loại kiểm tra đều rất bình thường. Không phát triển theo chiều hướng xấu. Tốt quá rồi. Những vất vả của người bố như anh cũng không uổng công. Nói những thứ này còn phải cảm ơn cô nữa. Cô đã cùng với bố con tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Cái bánh ú mà cô gói, trong lúc gọi video nhị nhị vẫn nhắc suốt. Con người của tôi không có lợi thì sẽ không làm đâu. Cũng không phải là anh không biết. Đừng coi là thật. Được rồi. Còn muốn tôi đền bù thế nào nữa? Cứ thù dai mãi như vậy. Tôi tùy hứng một chút không được sao? Được. Bây giờ có phải cô rất ghét bộ dạng của tôi bây giờ không? Không ghét. Chỉ là càng thích tôi của trước kia hơn, đúng không? Nhưng mà tôi nói tôi thích anh lúc nào? Cô chưa từng nói sao? Tôi từng nói sao? Cô chưa từng nói sao? Quỷ kế đa đoan. Tôi đúng là quỷ kế đa đoan. Cho nên cô không thắng nổi tôi đâu. Chu Lâm, Tạ Chí Viễn đã bày tỏ rõ sau này sẽ đến nhờ vả tôi giúp cậu ta làm cô việc. Cô lại quay về thì chắc chắn phải chạy qua chạy lại giữa tôi và cậu ta. Cô muốn tiếp tục chơi loại trò chơi nguy hiểm này sao? Tôi đã đến rồi, thì không muốn chơi cũng phải chơi. Có phải lại gặp chuyện gì khó khăn không? Không có. Được. Tôi có thể thành toàn cho cô. Nhưng cô phải hứa với tôi, đây là lần cuối cùng. Được không? Ra lệnh cho tôi à? Đúng, chính là ra lệnh. Ngoại trừ ra lệnh, còn có lo lắng và đau lòng nữa. Cô không phù hợp với vòng xoáy này đâu. Ok, được không? Ok, được không? Xin chào, tôi là lái xe thuê. Đã gọi lái xe thuê rồi à? Đã sắp xếp xong cả rồi. Tiểu đới đưa cậu về. Đới, lại đây.
Cậu xem. Giám đốc Triệu, hai hôm nữa tôi... Cậu chờ tin của tôi đi. Được thôi. Thong thả thôi nhé. Đưa lên tận nhà nhé. Yên tâm đi giám đốc Tạ. Đi, đi nhé, giám đốc Triệu. Đi đi. Giám đốc Ngô. Thong thả thôi, được rồi, rất vui được gặp. Đi mau về đi, giám đốc Tạ. Cháu tiễn chú lên xe. Đới Bân. Cháu uống trà hay uống cà phê? Cháu không uống đâu, cháu phải về luôn. Đây là đồ giám đốc Tạ bảo cháu đưa cho chú. Đồ gì vậy? Giám đốc Tạ nói là loại rượu này khá ngon. Cháu có biết bao nhiêu tiền không? Cái này thì cháu không biết. Bình thường ở nhà chú không uống rượu, cháu mang đi đi. Nói với giám đốc Tạ là chú không thể nhận được. Thế này sao mà được chứ? Chú không uống thì tặng cho ai cũng được. Không uống cũng sẽ không tặng ai hết. Cháu mang về đi. Nhưng đây là nhiệm vụ mà giám đốc Tạ giao, cháu buộc phải hoàn thành. Nghe chú đi. Cháu lấy được, chú không lấy được. Tin chú đi. Ít nhất thì chú còn đáng tin hơn tên giám đốc Tạ kia. Chú sẽ không bẫy cháu đâu. Tạ Chí Viễn. Chú uống nhiều quá rồi. Cháu giúp chú rót cốc nước nhé. Bộ dạng này của cháu thật là giống giám đốc Đới. Cẩn thận, biết chăm sóc người khác. Thật ra, thời gian cháu ở với bố cháu không dài. Chú biết mà. Ông ấy bận quá. Chú nghe nói lúc cháu còn là do ông bà nội nuôi lớn. Đúng vậy. Lúc còn bé, cách một đoạn thời gian rất dài mới đến Hải Ninh thăm cháu một lần. Những ngày đó là những ngày cháu vui vẻ nhất trong năm. Giám đốc Đới là một người tốt. Giám đốc Triệu, chú cũng là một người tốt. Nếu như giám đốc Đới bây giờ còn sống thì không biết là ông ấy sẽ khen chú hay vẫn sẽ mắng chú nữa. Sao ông ấy lại mắng chú được chứ giám đốc Triệu? Đừng có gọi chú là giám đốc Triệu. Gọi chú là chú Triệu. Không đúng. Hình như là vai vế không đúng. Gọi chú là anh Triệu. Cũng không đúng. Hình như bắt buộc vẫn phải gọi chú là giám đốc Triệu. Đúng không? Giám đốc Triệu. Vậy cháu đi trước đây. Chú nghỉ ngơi sớm đi. Mang đi. Mang đi. Giám đốc Triệu, cháu đi đây. Giám đốc Tiểu Ngô, tôi đã phái người đi điều tra rồi. Điền Hiểu Huệ không phải là em họ của Tạ Chí Viễn à? Nhưng thật sự cô ấy là em họ của Thẩm Tịnh, vợ Tạ Chí Viễn. Cũng đúng là từng làm thư ký cho Tạ Chí Viễn. Vâng thưa giám đốc Tiểu Ngô.
Nào, dám, đây là vũ khí bí mật của tôi, bộ phận tài chính quản lý Điền. Quản lý Điền, chào anh, hân hạnh. Cô ấy dị ứng với xoài. Sao cô lại biết cô ấy có cái đó? Tôi... Trước đây tôi có một người bạn học, cậu ấy bị dị ứng nghiêm trọng. Cậu ấy thường mang theo loại bút cấp cứu đó bên người. Cô có biết không, nếu vừa nãy không có cô, thì ít nhất chúng ta phải trả thêm cho người ta mấy triệu tệ. Còn có điều tra sổ sách lần trước cũng thế, Điền Hiểu Huệ, cô thật đúng là tiểu phúc tinh mà. Tôi quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, tôi phải điều cô đến bên cạnh tôi, đi đến đâu dẫn cô theo đến đó. Và đi. Giám đốc Tiểu Ngô, anh không sao chứ? Đây là báo cáo quý của bộ phận chúng tôi. Anh không được khỏe sao? Tôi lấy cho anh tờ giấy lau nhé. Gọi người đến dọn dẹp đi.